quê hương anh nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên soi đá, tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình xiết chặt tình, đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó vàng thân cài, gia nhà không mặc kệ gió lung. Nhà tôi xưa nay vẫn vậy, đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy, rừng cắm sau lưng tràm mọc tới chân trời. Tháng ba khói mù lửa ngoài đồng chấp lâu đời, sóng mặn mặn từ mùa khô, sông chua chua từ mưa xuống, đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên. Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ, nhớ ánh đèn ve tre bắc cá biển đông sông, nhớ giữa thu linh lang khi tràn đồng quằn quại trong vui chồn như hình dõi mắt nhìn dời dời thăm thầm trong kia, mặt nước nối dèo dừng tĩnh mịch quang du trời đến cho ta mùi ngọ của bông chàm, phát hiện ra những chiếc xuồng độc mộc từ rừng sâu ra nước sông, kéo theo hàng chục bó bạc như một bầy trâu nước. Đó là công trình của bao ngày khó nhọc, hỡi người bản miền Trung ơi, nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả, bạn có lần nào thấy cái bao bàn đừng lúa ở miền Tây? Nước gốc đa nhớ chàng trai làng yêu mến, tôi với anh đã từng quen ấm lạnh, dệt dùng người dần cả bước mồ hôi. Áo anh rất dài, quần tôi có hai miếng da, nhưng còn cười buộc da chung không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đồng quang sương xuống, mình nằm kề bên nhau chờ trăng lên. Lòng thấy nao nao. Đêm nay nằm giữa đồng quang thấm dòng sương xuân, tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng lúa chín vàng que hương thoảng tư.
rồi nắng trương xuống trời không ngăn được gió về. Mừng làm chi khi bốn bên vách trong một chiếc nếp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đông thơm. Chừng nào quê hương mình ở dứt loạn ly để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là truy tìm. Đồng đâu trong để đồng quan có trai viên nước thơ tường từ khi gặp lại bóng trai làng. Vừa lên đến đỉnh đồi dầm sương con về gái tiên cho tu dài lạnh lẽo ánh sao băng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Nhưng còn rung, mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha. Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh. Anh Bến có chất giọng giọng riêng của anh nhưng mà anh có những cái luyến lái, nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát, sợ sệt nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện và phải khá hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn. Dạ, Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ, thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Mà em ca, chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó. Đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến, nhưng mà
cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương và em cũng có cái riêng của em. Em sắp nhịp, em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe, người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là Trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở với mấy chú tiền bối đơn ca tài tử ở miền quê của mình Trọng, chứ cũng được không có được học ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Mình Trọng diễn cho đoàn Nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. À cũng 10 năm, cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha. Nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á, thì em hát có giống không? Dạ, cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Ồ, chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài, chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì cho Kim Tử Long chào anh Bến. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó, với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn rằng sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng á, thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đấy. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công buông. Tinh nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu? Chuối kinh kệ và quen mùi tính nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay dần dương ở trần, người đi tu vì chán mùi trung đình và cảm thấy cuộc đời là hô thầm rành sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau tình nữ mới toàn mượn cửa am thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Thank you.
nơi chân điện đánh thức kẻ trần đang hướng thiện hồi đâu. Nữ tu làm sao khi quỳ trước nữ tử bi còn đỡ ngang nhau. Tình nữ ơi còn tuổi thân còn đau khổ thì lòng giá còn đây là cửa âm thuyền vẫn mở rộng cho người đời chuông mỏ công phu giàu chốn này không có nhưng có giữ cho bền tâm trí của một người tu. Nhìn lên Phật tổ mà đôi mắt còn đầm đìa những giọt thu ba. Nam mô A Di Đà Phật đây cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình. Một tâm sự trái ngang, một đoạn đường bi thảm. Tin nữ ơi người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý. Vậy tinh nữ hãy trở về đi, hãy răng phân đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực. Chỉ có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Dạ thưa quý vị, thí sinh Văn Bến vừa mới hoàn thành phần thi của mình với một bài tân cổ mà với cái giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh Bến ơi, trước tiên là em rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Anh là một giọng hát, không phải là anh không thể hiện được hết khả năng của anh, mà em biết được hôm nay anh sức khỏe anh không có tốt. Và đặc biệt hơn nữa là em cảm ơn anh đã giữ luôn cả một cái cách hát của danh ca Minh Cảnh. Vì nếu mà hát cái bài này mà hát mà kiểu dạng mà nhịp bình thường á, nhịp đôi bình thường thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà anh lại ngược lại, anh lại quyết tâm anh hát giống theo cái nhịp của anh hai Minh Cảnh. Nhưng mà em nói cho anh biết đó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta hát đúng theo cái nhịp đó và thả hồn vào trong cái bài ca thì nó sẽ rất là tuyệt vời nếu đúng nhịp. Còn nếu như chúng ta hát theo cái nhịp đó mà chúng ta không giữ được nhịp thì nó sẽ loạn choạng ngay lập tức. Đó thì thấy rõ ràng là anh bị loạn choạng trong nhịp, nhưng cách ca của anh là chính xác, là cách ca của danh ca Minh Cảnh. Em không biết là hai cái người ban giám khảo hai bên của em như thế nào, nhưng đối với em thì em là người luôn luôn ủng hộ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng là người luôn luôn ủng hộ anh. Phải nói trân trọng cảm ơn tất cả quý thí sinh rất là nhiều. Phải nói là anh đến đúng với cái tinh thần là thần tượng một nghệ sĩ. Và không biết anh có rung không? Anh có rung không anh Bến? Cũng hồi hộp. Cũng hồi hộp lắm hả? Em nghĩ chắc là đến với một cái sân khấu lớn như vậy, anh rung là đúng rồi. Nhưng mà em vẫn luôn ủng hộ anh với cái tinh thần của anh. Mặc dù là như anh Long đã nói rồi, anh cố tình anh ca cho đúng nhịp luôn, nhưng mà tại vì mình chưa cứng á, mà mình ca như vậy nó sẽ thành con dao hai lưỡi, cho nên anh loạn choạng. Nhưng mà trong cái loạn choạng đó, mọi người chúng em nhìn thấy được cái cố gắng hết sức của anh rồi, cho nên là tán thưởng anh với cái tinh thần của anh đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Dạ, và chúc mừng chú cũng đã hoàn thành phần thi của mình nha. Kết quả ra sao lát nữa mình biết. Hòa
bên bắc gió rắc ngọn đèn tàn. Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang có thương nhớ gà. Hò đàn năm xưa. Bắc Mỹ Thuận một chiều buồn tay tay nước tràn giang rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm quay dạo lên tiếng lục quyền cầm. Trong một buổi chiều lặng gió ao nào tiếng tơ đồng như quán như than. Trước mặt anh một nón lá rất bông, bên cạnh anh một chiếc nốt tả tơi. Anh lời đàn dạo đàn mà trên hố mắt sâu như chôn chặt một nỗi sầu dĩ vãng. Bận khoăn dừng gót khi nghe anh cất dòng ca rằng: nhạn ơi anh ra thân tàn quay, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống với bát vàng, còn anh làm ca đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ai hết tình hết duyên. Chiều bóng dưng đổ hộp, mây xám trôi về khắp nào không gian. Với cõi bàn thưa người nhạc sĩ vô danh, đang co ro trong manh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn xuông vô, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bến đò chiều u dột như mưa, sóng Mỹ Thuận lục bình trôi mang mát. Cách bộ hành bốn phương đà quay góp, mà hồn cũng vẫn băn khoăn nhớ thiết những dư âm của chiếc lục quyền cầm. Chúc mừng anh Văn Mạnh đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Anh Mạnh ơi, Thoại Mỹ vẫn nói với anh Mạnh là hơi anh Mạnh đẹp, ca tốt, nhịp nhàng cũng chắc lắm.
cái cách ca của anh, cái cách xử lý của anh có đôi chỗ á, em thấy được là chú Thanh Sang có ca như vậy. Nhưng mà để cho phải mà thần tượng, để mà cho anh hóa thân để trong cái chương trình này đúng chủ đề, thì thật sự là Mỹ không có thấy nhiều được anh. Nếu như mà anh được bước vào vòng trong đi tiếp nữa đó, thì Thoại Mỹ cần anh nghe nhiều hơn về chú Thanh Sang để anh mới thể cảm nhận được. Với cái chất giọng anh đang có sẵn rồi thì em nghĩ là anh cố gắng một chút xíu thì nó sẽ cũng không khó gì cho anh đâu. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn những lời nhắn gửi từ giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Muốn ca giống giống cái người thần tượng mình nó rất là khó, đúng không em? Đó, rất là khó lắm, không có dễ đâu. Mà các em đã có một cái tâm quyết để đến với nghệ sĩ thần tượng để ca cho khán giả, cho ban giám khảo nghe, để cho biết rằng là tôi rất thần tượng người nghệ sĩ tài ba đó, cho nên tôi ráng cố gắng. Em đã cố gắng hết sức mình, tại vì trong cái câu giọng cổ mà cái cách em ca đó, có những cái em nhả nhịp nhả chữ cũng có những cái giống chú Thanh Sang lắm, nhưng mà trời không ban cho em có một cái chất, cái âm giọng giống chú Thanh Sang. Cho nên là nếu mà em cố gắng cách mấy gì nữa thì nó cũng sẽ không có giống nhiều hơn nữa, mà em chỉ giống cái cách nhả chữ và cái cách sắp nhịp thôi. Vì anh Mạnh thần tượng một cái người mà không dễ bắt chước được, Long mong rằng đối với nghệ sĩ thần tượng, anh Mạnh đã được trải qua với một cái sân khấu hoành tráng như thế này, với một cái tâm thế là anh là một người thờ hồ, ái mộ, một thần tượng, một tượng đài của sân khấu cải lương, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì Kim Thanh Long mong rằng anh sẽ giữ cái niềm đam mê đó và cố gắng làm sao mà mình sẽ đi thi nhiều cuộc thi nữa để cho cái tên Văn Mạnh sẽ được lan tỏa và anh sẽ được nhiều khán giả yêu thương anh hơn. Long chỉ biết chúc mừng anh như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn những lời nói, những lời góp ý, những lời chia sẻ từ phía ban giám khảo. Và cảm ơn anh Mạnh nha. Ngay khi vừa ra mắt tập đầu tiên trong năm Ánh Việt, cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương đầu tiên trên đài truyền hình Vĩnh Long đã gây ấn tượng mạnh với khán giả mộ điệu cải lương về chất lượng. Trong tập hôm nay, ba thí sinh sẽ chứng minh mình là thế hệ tiếp bước Hoàng Thanh, Đoàn Bảo Ngọc, Nam Thanh Phong. Đón chờ họ sẽ là ba phần thử thách: sở trường, ứng biến, tài năng. Ai sẽ chinh phục được ban giám khảo để đến với vòng tiếp theo và ai sẽ dừng lại? Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Hoàng Thanh đến từ vùng đất An Giang. Hoàng Thanh, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, và em bắt đầu mà tham gia nghệ thuật từ năm bao nhiêu tuổi? Em 11, 12 tuổi vậy. 11, 12 tuổi. Vậy là em là con nhà nòi hay là em có cha mẹ, ông bà, cô chú là đi hát không? Dạ thưa không ạ. Không có người thân nào trong nghề mà đã bắt đầu đam mê sân khấu từ khi 11, 12 tuổi. Tức là Thanh đã có thâm niên là 14, 15 năm trong nghề. Rất là đáng quý đúng không tất cả quý vị? Và Hoàng Thanh ơi, ngoài bộ môn cải lương thì Hoàng Thanh còn có những tài năng gì khác nữa không em? Dạ thưa chị, em còn biết hát bội và múa bóng rổi nữa thưa chị. Quý vị ơi, bộ môn cổ truyền múa bóng rổi là một bộ môn rất là đặc sắc, và phải là những nghệ nhân thì mình mới có thể phô diễn được những cái kỹ năng về vũ đạo của những bộ môn này. Và Hoàng Thanh, em học cái này có khó khăn không? Trong cái giai đoạn em đi diễn, đi hát thì em cũng có đi đến mấy cái lễ hội, thì em cũng gặp một số cô bác nghệ nhân đã từng trình diễn những cái bộ môn này, cho nên lúc này em rất là thích. Em phải về nhà tự em mài mò tập luyện. Dạ, cũng là một cái quá trình thật là vô cùng khó khăn. Quý vị cũng thấy một người nghệ sĩ cải lương lại có những cái đam mê về những cái bộ môn hầu như đã bị quên lãng trong cuộc sống này, nhưng đó lại là những cái bộ môn nghệ thuật rất là đáng trân quý. Và em đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa? Dạ em đã sẵn sàng thưa chị. Chúc em thành công và sẽ đạt được những gì em mơ ước nha. Dạ, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Thanh. Từ xa nghe tiếng trong
mơ bấy lâu đợi chờ, hôm nay đạt thành giai tuồng quá thân tuyệt vời. Xiêm máu qua đèn sáng tươi lần giống như hoa khúc ca. Nghe gió đưa hương phảng phất mùi hương nghiêng mình thành kinh, nhạc vang lên như lời cầu nguyện cho nhân thế bình yên, người được sống an lành. Trai gái hòa duyên đẹp mộng ân tình, cầu cho lúa được mùa tươi tốt, mưa thuận gió hòa người tràn ngập niềm vui. Thương hoài thời ấu thơ êm đềm, miền quê tôi đó trong đêm hội làng năm xưa còn theo trong giấc mơ màng, theo cả cuộc đời trôi nổi phong sương. Từng câu ca điều mến thương, mang ước mơ tuổi thơ thành nghiệp vì tiếng hát lời ca là lẽ sống của đời mình. Đêm nay cờ lòng muôn màu bồi hồi nhớ lại hôm nào hồi quê, cho tôi thêm lửa yêu nghề dù tương lai dần bồn bề gian nan. Chị Băng chào nhà Dung. Bắt nó lại, em cũng thấy nó rõ ràng mà. Bắt nó lại nè. Trời đất ơi, thấy rõ ràng thấy không? Vô đây ăn cắp trống người ta nữa nè. Đó, của con mà cô Kiều. Tao thấy mày trà trộn vô trong cái hội làng, rồi mày đi mày móc túi người ta, bà khóc hết nước mắt với mày. Đâu, bây giờ đâu. Mày không có chối nữa, mình ăn cắp là mình phải nhận. Rồi ăn cắp thì ăn cắp mà. Tại sao vậy hả? Mặt mày sáng láng, coi cũng đẹp trai lắm. Chuyện gì mày nói? Chị ơi, con. Cái gì? Con không muốn ăn cắp đâu. Tại vì. Tại vì con tham đúng không? Tại vì hoàn cảnh quá khó khăn. Mẹ của con đang nằm liệt giường liệt chiếu. Trời ơi, nằm gì dữ vậy con? Con không có tiền để chạy chữa. Trời ơi, nằm liệt luôn vậy hả? Thiệt không? Nên con mới đánh liều, xin con hãy thứ tha. Trời ơi bà, cái vụ này là không có tin được. Lỡ mẹ em mất đi, em thành đứa mồ côi, thì con với chị có vui vẻ trong lòng khi mình ít nhiều cũng là bạn con lối xóm mà. Ủa, hàng xóm luôn á? Mình hàng xóm luôn đó hả? Nó nói vậy đó. Chị ở bên kia đường, thường ngày em thấy cô chỉ cười vui. Em mê dữ lắm luôn á, đừng bắt em năn nỉ.
mà mày cũng tệ nữa. Má mày bệnh vậy nói với mình tin cho con tiền chứ gì không có đâu nha. Không có cái vụ đi ăn cắp ăn trộm nữa nghe không? Thôi lỡ hứa lần nha. Này thôi chứ lần sau con có ăn cắp cũng không để cô chị bắt được đâu. Trời ơi mày hả mày. Xin cảm ơn tinh thần tương thân tương trợ của Tô Thiên Kiều. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Em có một cái lợi thế rất là dễ gây thiện cảm cho cái người đối diện. Hiền, xem em diễn nó cũng như vậy á, cũng rất là lành. Cái việc tính hiền mình đưa vô cái tác phẩm á, nó có cái hay nhưng mà nó có cái dở. Đôi lúc nó không nằm nổi cái nhân vật đấy. Em phải nhớ khi mà em hóa thân thì em phải là cái nhân vật đó. Thấy cái đạo diễn Vũ Thành Vinh là đòi hỏi ở thí sinh Hoàng Thanh sự đột phá. Và tiếp theo là lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chị Mỹ thấy cái tiết mục của Hoàng Thanh nó hơi bị đơn điệu tí xíu. Giống như anh Vinh nói, nó không có cái sự bứt phá trong đó. Và nó không có cái điểm nhấn. Hoàng Thanh cần phải tinh tế một chút xíu, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để khi mà hát trên sân khấu mình lôi cuốn được cái người xem. Chứ mình đừng có để nó bị lền, nghe không? Nhưng mà bên cạnh đó thì gương mặt dễ thương, sáng sân khấu cũng lanh, cũng thông minh. Ở Hoàng Thanh anh thấy được á, có một vài điều mà em cần phải khắc phục. Thứ nhất là cái ánh mắt của em á, nó bị bơ ra đó. Gần như là nó không tập trung vào một cái điểm nào hết. Nó không có thần. Và chính vì cái điều đó nên câu ca của em á, nó bị trôi trôi đi. Tập trung, định thần lại ha. Rồi cái quãng thấp của em á, nó bị mờ. Nên luyện cho dày cái giọng hơi đi xíu. Yeah. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Và ngay bây giờ thì xin quý vị hãy thưởng thức phần dự thi tài năng của thí sinh Hoàng Thanh. Thank you.
thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, con khi 9 tuổi, lần đầu tiên con nhìn được cô chú diễn cải lương, con rất là thích. Con nhớ lúc đó là tâm trạng của con rất là thích. Con về tự mài mò, học hỏi từng câu ca. Đến năm 15 tuổi thì con được đủ duyên gia nhập vào đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hát Bội Thái Bình ở An Giang. Cho đến năm 20 tuổi con được đặt chân lên thành phố Hồ Chí Minh để diễn chung với các đoàn. Cuộc sống mưu sinh của con bên ngoài thì rất là chật vật. Được đi đeo đuổi theo nghề nghiệp thì phải si mi mũ mão cho chỉnh chu. Mà nghề hát thì con trang trải không nổi, cho nên con phải tìm thêm nghề phụ là nghề bán đá phong thủy và múa bóng rổi. Và nay con được đến với chương trình thì con nguyện với lòng hết mình với chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Con xin cảm ơn thưa chú. Trăm năm ánh Việt tráng ngời mai sau. Kính thưa tất cả quý vị, đứng kế bình tinh là một cô gái mang dòng máu của ngành nghệ thuật sân khấu hát bội. Nghệ thuật hát bội là một nghệ thuật bộ môn cổ truyền mà chỉ có đất nước Việt Nam của chúng ta mới có được mà thôi. Rất là trân quý ngành nghệ thuật ấy. Và chào Đoàn Bảo Ngọc. Dạ em chào chị Bình Tinh. Chào tất cả các khán giả đang xem đài chương trình Trăm Năm Ánh Việt ạ. Ngọc ơi, chị Bình Tinh được biết gia đình của mình là 4 năm đời theo ngành nghệ thuật hát bội. Thì Ngọc là đời thứ mấy? Dạ, gia đình của em tổng cộng là 4 đời. 4 đời thì dạ, quý vị? Đời ông cố bà cố em, rồi mới tới đời của ông bà em là nghệ nhân ưu tú Bảo Ân và nghệ sĩ Kiều Loan. Thì tới đời của ba em là Vũ Linh Thanh, mẹ em là Hồng Nhân. Rồi mới tới đời em là Đoàn Bảo Ngọc hiện nay đang đứng ạ. Thì bây giờ chị Bình Tinh muốn là Ngọc có thể hát một hai câu gì đó để chứng minh mình là hậu nhân đa tài của sân khấu hát bội, có được không? Dạ được. Em xin gửi đến chị Bình Tinh cũng như là toàn thể khán giả đang xem đài một đoạn nhỏ của trong hát bội cổ truyền nha. Thiên công phối định lượng tương hoàng, lượng tương hoàng. Bình Tinh là thua. Và hôm nay thì Ngọc dự thi với tiết mục gì nè? Dạ, em sẽ dự thi với tiết mục là Tiền Giang quê tôi. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức phần dự thi của thí sinh Đoàn Bảo Ngọc. Con ra
anh cùng trăm năm hành hiền, bao giai diễn quay hùng tô đẹp nét vàng son. Đây bạch thu hạ sắc son chờ đợi, dáng điệu quay hùng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ôi những tích xưa được lưu truyền trên sân khấu, chịu bận đồ hát rồi, chịu đi hát lại rồi phải không? Lâu lâu cũng nhớ sân khấu quá ông ơi. Nhiều khi tôi buồn quá, tôi đứng tôi hát mình nên tôi vậy đó, mà tôi không có cho ai biết hết trơn á. Ủa nay nhiêu tuổi rồi? 79. 79 à? À. 79 mà có hơi còn dữ lắm nha. Đi đi, tôi dẫn đi về hát show. Thôi thôi thôi, già cả rồi. Dần tuổi nhỏ nó lên ông thấy không, như diều gặp gió. Già cá hát có nổi đâu đi, đứng cũng muốn sụm lên sụm. Ủa sụm lên hả? Hát cũng... nói gì mà hát cơ. Trời ơi, đứng băng vuốt cao dữ người ta. Bây giờ là phải đi hát, không có được bỏ người. Thôi thôi thôi. Cái gì? Đi ông nổi cầm cái dao mua sao nổi. Thôi ông đừng ghẹo tôi mắc cỡ. Tôi nói nổi là nổi mà. Đứng dậy, đứng dậy là chuẩn bị nè. Đi 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 qua cho tôi luyện một cây giáo là làm liền nghe. Trời chuẩn bị nha, băng nhạc chuẩn bị nha. Một, hai, ba. Hùng mà tiêu dĩ xoài lang, nào ngày chi sanh tờ nhang hồng, liều một thác anh thơ quyết chiến hà. Nữa hả? Chỉ lên đường dù thân khác nào sơn gian, tù này phải trả thế cung sông núi, lòng không núng nào già đông quốc sĩ quân mi hãy nghe lời chục gió câu Trường Sa. Tiết mục dự thi của thí sinh Đoàn Bảo Ngọc đã kết thúc. Xin cảm ơn phần dự thi của em rất là nhiều. Xin mời. Nghệ sĩ ưu tú, nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trời ơi, hát gì mà bốc quá à. Cái niềm đam mê, cái lực cháy bỏng đối với nghề của em. Khi em bước ra sân khấu đã thể hiện hết tất cả rồi. Chỉ một câu giọng cổ và một hai bản nhạc quảng
mà diễn thiệt là xuất thần. Chị Mỹ ngồi ở đây phải cuộn theo em. Và cái cách ứng xử của Hữu Quốc lên thử thách, mặc dù là không có tập vợt trước phải không, nhưng mà ra cái nhảy bén đó, múa bộ đâu dính đó, sao mà hay dữ dạ trời. Cưng quá hả? Xuất sắc. Cảm ơn Bảo Ngọc. Và bây giờ chúng tôi xin được kính mời sự nhận xét của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Con rất là thông minh, khi mà mở đầu ra con viết cái lời cho cái chương trình luôn, nói về quê hương của mình này, nói về xuất phát điểm của mình này, rồi nói cả về chương trình nữa. Không phải là đơn giản đâu. Chú Vinh rất là muốn các bạn trẻ phải thông minh, đi trên con đường cải lương để mang lại sự mới mẻ. Chính vì con có cái lực hát lớn nên con phải control lại một chút, nhất là những cái nốt cao á. Chú để ý những cái nốt cao, đáng lẽ nó phải đẹp hơn. Và ngày hôm nay với tất cả những gì yêu mến nhất, là chú rất là chúc mừng con vì tuổi trẻ, vì niềm đam mê cải lương. Chú cảm ơn con rất là nhiều. Và tiếp theo lời của đạo diễn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh, Võ Ngọc có một cái giọng hát rất là sáng. Cái sự thông minh của em khi em chọn quê hương mà đất Tiền Giang, mà biết Tiền Giang là nơi sản sinh ra biết bao nhiêu là thế hệ và toàn là những bậc tiền bối không, trong đó là có thầy của Hữu Quốc và Thoại Mỹ, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há tại làng Điều Hòa, Mỹ Tho, Tiền Giang, và cả nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam nữa. Và ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng thưởng thức phần dự thi tài năng của thí sinh Bảo Ngọc. Ngày qua ngày gió chút cao, phía sẽ buồn, lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng xa, còn tôi còn tim thật thà. Để mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa là nhớ đêm nằm mơ, tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoạn mang tháng ngày. Anh giờ đâu cho tình tôi miên man. Oh, oh, oh. Ngày qua ngày gió sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo.
60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo. Con được xuất thân từ gia đình truyền thống cải lương, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy ỷ lại vào điều đó. Đối với con cảm thấy đó là một trọng trách và trách nhiệm con phải mang. Con muốn lan tỏa niềm đam mê cũng như là nghề của mình đến với tất cả mọi người, cũng như thế hệ sau. Và đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt, con hy vọng đây là một cơ hội để cho con được tỏa sáng, cũng như là để cho mọi người được biết đến con nhiều hơn và yêu mến cái tên Bảo Ngọc nhiều hơn. Con xin hứa với quý ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài, hãy dù biết tin con và ủng hộ con. Con xin cảm ơn rất nhiều. Trăm năm anh tráng ngời mãi sau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ là một thí sinh đặc biệt của Trăm Năm Ánh Việt mùa giải năm nay, Nam Thanh Phong. Xin chào chị cũng như là quý vị khán giả của chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Mình tên là Nam Thanh Phong, hiện giờ mình đang công tác tại Đoàn Nghệ thuật Văn công Đồng Tháp. Và hiện giờ mình cũng đang tham gia giảng dạy bộ môn dân ca của trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, khoa cải lương. Wow, thật sự là khi mà đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt thì Phong có cảm nhận như thế nào? Phong nghĩ đây là một cái chương trình rất hay khi mà mình được đem lời ca tiếng hát cũng như là đem cái bộ môn cải lương này đến với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và Phong dự thi tiết mục gì? Một trích đoạn trong trích đoạn Tình Sử An Lộc Sơn. Quý vị nhớ ủng hộ cho Phong nha. Thật là háo hức và thật là tò mò quý vị ơi. Thôi giờ chị, mọi người ơi, ủng hộ cho Nam Thanh Phong nha. Ai chân ta từ Nam mang quả lệ chi về cho nàng ấy. Hoàng sa ngàn thùng dập vui gió câu, thân viên trên núi du miệt mài, dù nhọc nhằn mưa tuôn sương rơi, không nắng chân vì ai. Đường về Trường An quốc xa mây mù dặn lối, lòng nóng nao dền tặng hai chân, qua lễ chi đại ngon đâm linh. Ngày đêm nhớ đến người thương. Thái chân ơi vừa biết thái chân yêu thích quả lệ chi đất linh. Thần xin đem chút tài ký mã rời khỏi Trường An, đem về cho thái chân quả tươi hồng. Lòng nôn nóng khi biết thái chân cắn quả thơm nồng, thở khói như mây long câu trổ tài thiên lý, tại người nóng lòng hay ngựa nan chân bò. Kinh dân lên người quá lệ chi đầu, bằng ngàn câu thương nhớ gió ngựa đường xa, không làm đáng chi mong ngày sẽ quay về. Đó là tâm tình của mang tướng An Lộc Sơn, cuồng nhiệt quá thành dũng về phờ dây. Lo trai mất con còn hơn mất ai, nâng yêu quả để chi hơn yêu quý bản thân mình. Lệ chi đai ngọt thơm đinh nam, gió ngựa trắng chung chân bước vì mời dân nương nương với bao ước nguyện chân thành nàng ơi. Thái chân ơi
nơi đường Minh Hoàng, giữ được nàng là nhờ ngôi cao tuyệt đỉnh, còn ta chiếm được nàng là nhờ quy vũ của con tim. An Lộc Sơn này thề trời đất ngã nghiêng, hay bảo câu phong ba sụp đồ, ta sẽ chiếm lại thái chân người ta yêu quý, đem cả giang sơn đặt dưới chân nàng. Qua hè nụ còn vua đôi nét môi, làng sóng xanh như cười, ai đêm như phí non xanh thành đôi mi, màu ta dương ngấn trên môi hồng. Đó là tâm tình của mang tướng An Lộc Sơn, yêu thái chân không gì thay đổi được. Hôm nay bỗng dưng trời nổi tan tóc, ta khóc cho nàng hay đang khóc cho ta? Thái chân, thái chân. Anh Phong. Ủa, Bình Tinh. Ủa, em đi đâu vậy? Sao bữa nay em nói em đi học, rồi bữa nay em tới đây? Em tới để... Để gì? Em chào tạm biệt anh. Tự nhiên chào tạm biệt. Em đi lên Sài Gòn. Biết rồi, lên Sài Gòn đi học á, thì anh ở nhà anh đi hát. Anh, ơi, anh đi hát anh có tiền, cái anh lo cho em. Anh cũng biết là ba mẹ em á, có mình em là con à. Thì bây giờ ba em cũng đang thiếu một số nợ rất là lớn. Thì ở Sài Gòn có người họ hứa giúp cho ba em trả nợ. Trời ơi, nó giỡn anh chứ gì? Mình chia tay đi anh. Trời ơi, nó giỡn anh cái gì nữa? Em lên Sài Gòn đi lấy chồng, đó là sự quyết định của ba mẹ em và sự đồng ý của em luôn. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi sẽ khắc trong tim từ bây giờ cho đến chết câu thủy chung hôm nay giờ như bọt nước trôi xuôi. Thì em đừng khóc than tình đôi ta phải cam chia lìa, về bên người ta đi, còn riêng tôi ôm nỗi đau ngầm. Em về đi, em về với người giàu có đi, em đi đi, em đi đi. Bình tĩnh. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ạ. Phải nói là qua những cái phần thử thách tăng cường này này, anh cảm thấy rất là thú vị. Và anh nghĩ đó là một cái bài học lớn cho các bạn trong cái bước đường mà cải lương thay đổi như vậy. Chúng ta phải có đủ nội lực, có đủ căn bản để chúng ta theo kịp cái tiết tấu. Bình tĩnh ra, bình tĩnh thay đổi cái sắc rõ ràng luôn, rất là tình cảm mà em cũng nương theo được. Nhưng mà trở lại cái phần thi chính thì anh lại cảm thấy không có thuyết phục bạn. Theo anh đó nha, cái phần xuống mà để trao vỗ tay là em bị thất bại. Cái chỗ mà tươi hồng á, đuối đúng không? Thần xin đem chút tài ký mã trời khỏi Trường An, đem về cho thái chân quả tươi hồng. Đáng lẽ chỗ đó anh vỗ tay thì anh lại không vỗ tay. Và anh có cảm giác em chia câu á không hợp lý. Em phải chia câu cho nó nét hơn. Phong thì thích hợp với những giai thư sinh, nhưng mà khi mình đã chọn vào một cái giai võ tướng thì đúng là thiếu cái thần thái, thiếu cái oai vệ của một dũng tướng. Cái thứ hai, nếu người khác thì anh không trách, mà đối với Phong thì anh trách và nhắc cái đầu cụ, cái roi ngựa đó hôm nay nó có vấn đề. Phi ngựa cũng không ra nét. Phong được một cái duy nhất, đó là cái gương mặt, cái vóc dáng
cái giọng ca nó thích hợp với một anh kép mà sẽ được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Chứ ngày hôm nay ở anh thì em chưa giỏi, hơn khá tí xíu thôi, cố gắng lên nha. Nếu mà tiềm năng. Dạ, có tiềm năng. Em cần phải tính toán lại một chút. Khi mà mình đóng cái vai võ tướng, mình bận bộ đồ võ tướng vô là cái thần thái mình đã khác rồi. Rồi khi mà ca một cái vai võ tướng thì cái lực ca nó phải khác và cái cách ca nó phải khác. Thành ra cần cái sự sắp xếp nhịp nhàng câu văn từ của em để cho có thấy được cái sự hùng hồn của em. Và chị Mỹ khen em cái phần sau rất là duyên dáng, và mong rằng những cái lỗi mà nãy giờ mà góp ý cho Phong á, Phong nên rút kinh nghiệm, và chị Mỹ tin là Phong sẽ làm được ha. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thạnh Mỹ. Ngoài tài năng trên sân khấu cải lương, anh Phong sẽ thể hiện tài năng cá nhân của mình qua vòng thi tài năng thí sinh Nam Thanh Phong. Tại sao em lại khóc? Em sợ. Mà em sợ gì? Em sợ em đi rồi ha, ở đây anh quên em, rồi anh quen người khác. Khùng quá à. Anh chỉ có một mình em thôi đó. Anh hứa rồi đó nha, dù em có đi hơi lâu một chút anh cũng phải đợi em á. Anh sẽ đợi. Nhất định anh sẽ đợi em. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đứng đi, xe lăn trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm, mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đèn yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về trường. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hơn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về
Nếu hay chăng người ơi chốn xa rồi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hơn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Phong đến đây với hai lý do. Lý do thứ nhất đó là mình muốn đem hình ảnh của mình đến gần với quý vị khán giả nhiều hơn để chứng tỏ với mọi người là công lao bao nhiêu năm học hành, bao nhiêu năm tôi luyện từ trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và lý do thứ hai á, Phong muốn đến đây đó là đem hình ảnh cải lương của mình, những cái điều mình đang học đến gần với quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, và để cho mọi người biết được là Thành phố Hồ Chí Minh có một cái khoa để đào tạo diễn viên cải lương. Với những cái điều đó thì Phong nghĩ là quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo sẽ ủng hộ cho Nam Thanh Phong. Trăm năm anh xin chúc mừng ba thí sinh Hoàng Thanh, Đoàn Bảo Ngọc, Nam Thanh Phong đã có màn ra mắt rất ấn tượng. Ba thí sinh nhưng sẽ chỉ có hai người được bước tiếp đến vòng sau. Ai sẽ đi tiếp? Và ai sẽ dừng lại? Xin chúc mừng hai thí sinh được đi tiếp đến vòng sau. Đoàn Bảo Ngọc, Nam Thanh Phong rất tiếc phải chia tay với Hoàng Thanh, một bạn trẻ với niềm say mê cải lương. Chúc bạn thành công. Vòng 1 tiếp bước của Trăm Năm Ánh Việt vẫn còn nhiều hấp dẫn với màn thể hiện tài năng của ba thí sinh trong tập tiếp theo. Châu Linh, Hàn Ni, Hoàng Dĩnh, liệu ai trong ba thí sinh sẽ chinh phục được ban giám khảo để bước tiếp và ai sẽ dừng lại? Đón xem tập 3 Trăm Năm Ánh Việt được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 4 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 16 tháng 4 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Trăm Năm Ánh Việt. Cùng đến với tiết mục dự thi của hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc. Nhưng trước khi đến với tiết mục thì chúng ta không thể không gặp gỡ đạo diễn Ngọc Duyên. Xin chào chị. Chào Bình Tinh. Ngọc Duyên xin kính chào quý vị khán giả thân thương của đài truyền hình Vĩnh Long và đặc biệt là fan rất là yêu thương Trăm Năm Ánh Việt từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Chị, khi mà đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt và dàn dựng cho tất cả các thí sinh, đây là một chương trình nghiêng hẳn về sân khấu cải lương, thì chị Duyên có bị áp lực không? Áp lực lắm Tình ơi. Thứ nhất á, bởi vì Duyên là một cái người từ nhỏ luôn á, là Duyên lớn lên là trong tai của mình đã thường xuyên nghe cải lương. Và thậm chí là Duyên đi xem những cái vở cải lương mà Duyên quen thuộc, Duyên coi, Duyên nghe từ nhỏ là Duyên đã có thể hát theo các cô chú, các anh chị nghệ sĩ rồi. Cho nên là ở đâu đó trong máu của mình là mình đã mê. Tình, truyền động lực cho em đi, có gì em chạy ra em thi nè. Cố lên, chúc 2, em thành 3. Công. Yeah. Duyên cũng rất là muốn gửi gắm tất cả những cái sự yêu thương, cả cái sự ngưỡng mộ và trân trọng của Duyên với cải lương Việt Nam. Đến với phòng thi này thì chỉ còn hai thí sinh trong một tiết mục, thì chị Duyên đã chuẩn bị tiết mục gì cho Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc ạ? Hai bạn này thì Duyên đã phải bàn bạc với cố vấn là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc để chọn ra một cái kịch bản mà có hai nhân vật phải đất diễn ngang nhau, cái sức bỏ ra ngang nhau và thậm chí là cái cảm xúc mà cả hai nhân vật này đưa đến khán giả thì nó phải được cân bằng với nhau nữa. Nghe hấp dẫn quá thưa quý vị. Và đạo diễn Ngọc Duyên có thể bật mí nội dung của tiết mục này được không ạ? Xin thưa quý vị, đây là một cái kịch bản không xa lạ với chúng ta đâu. Bởi vì nếu mà nhắc đến nhân vật Bạch Viên, Tôn Cát, chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đã nhớ ra được đây là hai nhân vật nào rồi. Và hai hình tượng này cũng là hai hình tượng thách đấu cho rất nhiều các nghệ sĩ thế hệ từ trước cho đến bây giờ. Cho nên nếu mà hai em thí sinh này được nhận hai cái vai này thì đó là một cái áp lực rất là lớn với hai em. Vì cái vai diễn này đòi hỏi ở lực,
ở hát và hức và rất là muốn được xem coi làm và phải Bạch Viên của Bảo Ngọc căng thẳng luôn. Và Bình Tinh bây giờ đang là Nam Thanh Phong sẽ được thể hiện như thế nào qua bàn tay của đạo diễn Ngọc Duyên. Và ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với tiết mục dự thi của hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc. Cha mẹ của ngươi sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đó. Ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Đi đi nha. Chiếc lồng này từ nay sẽ trơ trọi, ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm. Nếu như ngươi là một nàng con gái thì ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Nếu mà chàng buồn khi từ đây xa vắng thì em xin tình nguyện ở lại nơi này. Nàng ở lại nơi này? Dạ. Làm sao? Đây vết thương trên cánh tay được chàng cứu chữa, nay đã lành, minh chứng nghĩa ba sinh. Còn các chàng ơi, nặng tờ mấy ngàn, xin bao đáp bằng tơ tình văn bo. Bạch Viên xin nguyện khắc cốt ghi tâm đến muôn đời, không bao giờ phôi phai. Ôi trái tim vàng, nàng nói nàng là cũng... Đúng rồi, em ở trong đó đó. Ê,
chi người ta nói cái xỉu à. Hồi nãy còn nói ước chi mi là một nàng con gái thì ta sẽ không bao giờ để mi lìa xa ta, vậy mà ta quay lại cái xỉu. Tôm cá, tôm cá. Không có xỉu nữa nha. Không. Sợ hả? Sợ. Sợ tôi lắm hả? Ừ. Sợ thì thôi, tôi đi. À, nàng ơi, nàng, nàng đừng đi. Nàng ơi, nàng từ đâu đến đây mà mới gặp gỡ lần đầu tiên đã làm cho ta... Tàn sao? Không biết nữa. Nhưng mà trong đây nó... Nó thế nào? Nó... Nó... Nó đã ngẩn ngơ gì ai đắm say xuyến sao tâm hồn. Ôi phải chăng duyên trời đã định phần chúng ta gặp nhau, xin ai chớ nên hoài về vì nơi này vẫn dương ngày điểm. Sẽ kết tình duyên, ta nguyện chung tình.
trăng quý trăng tròn chứng minh tình son sánh. Nàng bạch tiên sánh duyên cùng tôn ca, nay trổ hài nhi cho thỏa lòng. Trời ơi, nó chạy hướng này nè. Đâu hả? Trưởng làng ơi, cứ mỗi mà buổi sáng tinh sương nha, tôi thấy có một cái con nha, người nó không ra người, dưỡng không ra dưỡng, lông nó trắng muốt, hai cái tay nó dài. Nó dài gì nè? Nó đu từ ở đây, nó đu thẳng vô rừng. Thấy ghê không? Con ở đâu? Con ổng đâu? Con ổng đâu ai biết? Cho dù nó có là con gì thì chăng nữa, bằng mọi giá phải bắt được nó, đem con về cho ta. Dạ, dân làng ơi, tập hợp đi kiếm con đâu. Dạ, trời ơi, đâu rồi? Tìm đi. Kìa, trưởng làng, bà con, sao hay mọi người quá, lại tới đây đông đủ vậy? Tôn cái tiên sinh, chuyện là như vậy. Chuyện là ông đẻ được đứa con, nhưng mà bị người ta bắt cóc rồi. Tôi nói vậy đúng không ngài? Ôi dạ, ôi dạ, sao đánh tôi? Ăn cơm hết. Đúng như vậy đó Tôn Cát tiên sinh. Ngài ở đây, ngài có thấy ai ẩm con ta chạy ngang đây không? Con của ngài bị bắt à? Phải. Cái chuồng bò. Hả? Con bò nó bắt mất con của ta. Con bò nó ăn cỏ chứ nó có ăn thịt đâu bắt con không? Sao ngươi vừa mới nói? Trời, ý tôi nói là ở giữa rừng gì mà làm gì có được cái chuồng bò đẹp vậy, đúng không ngài? Dạ đúng rồi. Đó, thì ông không hiểu hả? Ý là cái chuồng này nhốt cái gì? Có phải nhốt mấy cái con gì không? Hiểu không? Làm sao? Nói gì cũng không hiểu nữa. Mở cửa ra đi rồi tôi nói tiếp cho. Hay quá. Nói rồi, đất của người ta ăn qua làm cái gì làm ít ít thôi. Trời ơi, như vậy ông hiểu, tôi nói ông nghe, tôi nghi cái tên này nè. Tại sao hắn không ở với chúng ta mà lại đi vô thâm sơn cùng cốc ở? Tại sao? Tại đi hái thuốc nè, quá trời thuốc luôn, ông không thấy hả? Đây. Nè, đừng có phá thuốc của tôi. Hái thuốc chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Thật ra tôi khẳng định hắn là người bắt cóc con ông. Tôn Cát, ngươi bắt cóc của ta đúng không? Nè, ông kia, đừng có nói năng sằng bậy. Ta giờ chỉ bốc thuốc cứu dân, chứ đâu có làm điều trái khuấy đó. Nghe gì chưa? Tiếng con nít kìa. Tiếng con nít, con tại đó. Người hả? Kim con cho ta nhanh lên. Tiêm nước rồi. Tiêm nước rồi hả? Nó nín rồi. Đưa cho tôi. Ê, con nào con của ngươi? Đưa cho ta. Ôi, tôi mới tội lỗi đây, đúng là. Ôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Ngươi không có vợ thì làm sao mà có con? Hả? Trôi nó lại. Dạ. Trả con lại cho tôi. Ngươi hả? Ngươi là kẻ. Trả con lại cho tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Trả tôi ra. Trả tôi ra. Bạch Chiên. Trời ơi, bắt nó lại. Bạch Chiến, cẩn thận. Cẩn thận Bạch Chiến. Ai vậy? Bắt nó lại. Chạy đi. Chạy đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bắt nó lại. Bạch Chiến. Bạch Chiến. Bạch Chiến. Chạy đi Bạch Chiến. Chạy đi Bạch Chi. Trời ơi. Đứa nhỏ bị bắt đi mất tiêu nữa rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra.
tôi ra đi mà. Thả tôi ra để các người thả tôi ra. Bằng mọi giá phải bắt con yêu tinh ra lại, đem con về cho ta. Dạ. Tôn ca, Bạch Diên. Tôn ca, Bạch Diên. Tôn ca, Bạch Diên. Bạch Diên, sao này nàng không trốn đi, nàng quay lại đây làm gì hả? Họ có đánh đập hành hạ dạ không? Không. Cô không? Không ai đánh đập gì ta hết. Nàng mong con trốn đi Bạch Diên. Tôn Cát ơi, cái ngày mà em lo sợ nhất cuối cùng đã đến. Ôm con băng rừng vượt suối trèo lại đây một mình. Nếu sống vợ chồng ta cùng sống, có chết vợ chồng ta cùng chết. Không, nàng đi đi Bạch Diên. Nàng đi đi. Con nằm đây chờ mẹ. Ngoan nha con. Đi đi Bạch Diên. Ngoan nha con. Đi đi mà, ta đang nghĩ nàng mà. Đi đi. Đi thôi nè. Chàng mau lên. Đi. Mau lên. Em không còn kịp nữa. Nhanh lên. Đứng lại. Bảo vào đứa bé này cho ta. Không. Nó là con tôi. Nhanh. Chàng bọc con chạy đi. Chạy đi chàng. Cẩn thận. Chạy đi. Bắt nó lại. Cẩn thận. Không. Nó là con. Chạy đi đâu hả? Bảo nó lại. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải đây. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải là yêu tên. Tổng cách. Người điên rồi. Không. Xin các người đừng bắt vợ con tôi phải chịu cực hình đau đớn. Nàng có tội tình chi mà nhân tâm dây bắt hãy trả cho tôi cuộc sống yên lành. Tôi đã bao năm cứu người khỏi bệnh, hãy thả vợ con tôi tha thiết gian cầu. Không nhiều lời, đem nó lên trên điện quả. Đã. Bạch Diên, Bạch Diên, Bạch Diên, Bạch Diên, đứng lại, bước tới đi, không, bước tới đi, không mà, bắt bước lại nhanh lên.
Đứa bé nào nữa? Cái ngọc bội này là chính tay ta đeo cho con ta vừa mới chào đời mà. Sao nó lại ở đây? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây mới là con của ta sao? Vậy còn đứa bé này? Là con của tôi đó. Trả con lại cho tôi. Con của mình là Bạch Diên. Thank you.
Bác Di, Bác Di, Bác Di. Đau chính các người, các người đã đẩy vợ con tôi vào cảnh tình quan nghiệt. Chẳng lẽ khao khát được làm người, được sống với đúng bản chất con người lại khó đến như vậy sao? Xin cảm ơn hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc đã mang đến một tiết mục quá nhiều cảm xúc cho ban giám khảo. Và bây giờ thì xin trân trọng kính mời sự nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Cái chỗ mà hai đứa con Bạch Viên đang sắp chết rồi thì không có ai cho con mình để bú, thì thành ra có một cái đứa nhỏ trên kia nữa, nó bị cắt cái luồng tư tưởng của mình, cái người mà ngồi xem đó bớt cái xúc động. Tụi em đã quên đi cái người con, mặc dù là vợ hấp hối ở trên kia bao nhiêu việc, nhưng mà cái người con vẫn ở trong lòng bàn tay của mình. Mình phải diễn làm sao với cái mầm sống nó còn ở đó thì người ta mới thấy thương, đúng không? Còn về riêng ca hát thì là hai bạn hôm nay hát rất là hay. Rồi má xin cảm ơn hai con nha. Cô xin được góp ý với hai bạn một tí xíu. Ngoài ca hát hay đó, thì ở trong cái đoạn này các bạn có 4 lần khóc và la và vô bài ca. Như vậy cô chỉ muốn rằng các bạn nghiên cứu để lúc nào thì mình khóc to, lúc nào mình khóc thầm. Tức là giữa hai bạn nó có những đoạn rất hay, nhưng cô tiếc là có những đoạn các bạn không có một cái dấu lặng. Thường thường đó, mình ồn ào rồi thì mình có một cái dấu lặng để cho đàn làm việc, và lúc bây giờ thì khán giả sẽ xúc động với tụi con hơn. Tuy nhiên đây là một buổi diễn đẹp và các con diễn rất hay, ca rất hay. Cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, theo Bình Tinh được biết thì vai diễn Bạch Viên là cái vai diễn mà chị đã rất là thành công. Và ngày hôm nay nhìn xem đàn em của mình dự thi với cái vai diễn này thì cảm nhận của chị như thế nào ạ? Hai bạn ca hay và diễn tốt, mà cái điều của chị Mỹ rất mừng bữa nay là Bảo Ngọc, trước giờ là em khi mà diễn những vai mà có vũ đạo chút xíu thì em thường là em sẽ dùng sức để làm vũ đạo, thiếu cái chiều sâu. Nhưng mà bữa nay á, Bảo Ngọc vào cái nhân vật này thì chị Mỹ thấy là Bảo Ngọc có thay đổi và có tiến bộ rõ rệt, là biết hát, biết diễn ở trong cái cảm xúc của mình. Bảo Ngọc diễn rất là sâu, biết nuôi nhân vật từ đầu cho đến cuối. Còn Thanh Phong thì bữa nay hát tốt và vô cái nhân vật này làm như là hợp hay sao á, thấy nó hiền, thấy nó rất là dễ thương, thấy nó chân chất, lấy được tình cảm của mọi người. Phải nói là Ngọc tiến bộ trong cái cách diễn của em, có những cái điểm em lắng được, đó là cái điều ăn cần của những cái người diễn viên triển vọng. Đúng như những gì mà bố vị giám khảo đã nhận xét thì anh không nhận xét về cá nhân của các em. Anh chỉ thấy là tụi em đến cái buổi ngày hôm nay, tụi em đã làm hết sức mình với tư cách là một cái người mà đã bắt đầu cuộc hành trình chứng kiến được cái sự lao động nghệ thuật của các em. Tôi đã từng thấy những sự chày xước trên tay, đầu tiên là từ đạo diễn Ngọc Duyên, rồi sau đó là Bảo Ngọc, em xòe bàn tay em ra. Đó, nên em bị tét ngay chỗ đó. Thì đó là những cái sự mà hy sinh của người nghệ sĩ dành cho nghề. Nhưng hôm nay anh có lời khen ngợi dành cho cả Bảo Ngọc và Nam Thanh Phong. Tụi em đã làm cho anh hài lòng. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Đức. Hai bạn đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương của ban giám khảo. Chị Bình Tinh tin chắc là quý vị khán giả đang xem Trăm Năm Ánh Việt cũng sẽ hướng tình thương đó về cho các bạn.
Và với vòng thi này thì ban giám khảo sẽ không đưa ra sự thử thách bất ngờ cho các thí sinh, mà Bình Tinh sẽ nhường quyền đó lại cho hai bạn. Hai bạn tự thử thách nhau. Em có thể thử thách Nam Thanh Phong trước đi. Bây giờ ông ấy anh làm vai em đi. Anh diễn Bạch Viên. Còn ai diễn Tôn Cát? Em diễn Tôn Cát. Trời đất ơi. Và xin mời tất cả quý vị cùng đến với phần thử thách tăng cường của thí sinh Nam Thanh Phong. Hôm nay My đã lành lặn vết thương, hãy về với rừng núi đi. Chắc là cha mẹ của My nhớ My nhiều lắm. Về đi. Hey! Wow! Hey! Hey! Chiếc lồng này từ đây sẽ trơ trọi. Chắc là ta sẽ nhớ My nhiều lắm. Ta ước gì My là một nàng con gái, thì ta sẽ không bao giờ để My rời xa ta. Hey! Ui da! Hey! Hey! Ai đó? À, dạ tôi. Tôi? Dạ. Tôi là ai? Dạ, cảm ơn chàng đã ra tay cứu mạng. Ta cứu ngươi? Dạ phải. Nếu chàng buồn khi từ nay xa vắng, thì thiếp sẽ nguyện ở bên cạnh chàng. Ở bên cạnh ta? Dạ phải. Đây vết thương được chàng cứu chữa, nay đã lành vì nhân nghĩa hữu duyên. Tôn Cát ơi, ơn kia sánh tờ mây ngàn, xin báo đáp bằng ơ tình căn bó. Bạch Viên xin nguyện khắc cốt ghi tâm đến muôn đời, không hề phôi phai. Ôi trái tim chàng thấm nhuần tình thương nhân nghĩa, chàng yêu dạng sanh linh, yêu thú rừng, yêu cả Bạch Viên. Sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Nàng ơi, nàng là Bạch Viên, sao ta trông nàng vừa là vừa quen. Vừa là vừa quen, tại vì chàng chưa rõ nguồn cơn. Đã thử thách Phong xong rồi, bây giờ Phong sẽ thử thách Ngọc lại bằng một cái đoạn nào? À, cái phần thử thách của em dành cho Bảo Ngọc là tiếp cái phần này luôn, là cái giọng Kim Lan. À, và kính thưa quý vị, đây là phần thử thách bất ngờ của thí sinh Bảo Ngọc. Con Dương. Dạ đúng rồi. Nè, nè. Đó. Nè, bình thường em trong đây nè. Trời đất ơi, cha hỏi làm chi mà ta nói ta là con Dượng Bạch cái xỉu. Nè, dậy đi Tôn Cát, dậy đi. Sợ sợ thiệt không? Thiệt đó. Sợ rồi đúng không? Sợ thì... Hả? Tôi đi. Ê! Ê! Nàng ơi! Nàng ơi! Ôi
Nàng ơi. Dạ ơi. Nàng từ đâu đến mà sao ta thấy nàng cái ta. Ta sao? Cái ta. Ta sao? Ta không biết nữa. Mà cái chỗ này của ta nè. Nè sao? Nó sao? Nó sao? Nó đã ngẩn ngơ vì ai đắm say xuyên sao tâm hồn. Ôi mấy dân duyên trời đã định phần chúng ta gặp nhau, do mối duyên ban đầu sẽ không lìa xa. Bao lời ai vừa phận to Và bây giờ thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh cảm thấy là trong hai thí sinh anh sẽ yêu thích thí sinh nào trong cái phần thử thách bất ngờ này ạ? Ở trong cải lương nó có một cái đặc biệt là các bạn gần như phải nhớ hết. Đương nhiên là nhớ tuyến, nhớ phần diễn là đương nhiên, là mà nhớ cả cái lời là cực kỳ khó. Không có thuộc của nhau đó thì diễn không có ăn sơ. Đó, tức là sở dĩ mà đóng với nhau mà ăn sơ đó, tức là từ cái lời văn cho tới cái diễn xuất thì có thể nói rằng cả tâm hồn của tụi mình luôn hả? Thấy tại sao đến với cải lương là nó cần một cái sự yêu mến đến tận cùng như vậy. Các vai diễn như cô nói là phải gần như là thuộc hết để có thể là cháy đến tận cùng từng cái chi tiết nhỏ. Quay trở lại nha, với anh đó thì anh thích bạn nó phải sáng tạo. Anh xin dành cho Ngọc Bạch Liên. Chúc mừng thí sinh Bảo Ngọc. Dạ, và thưa nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, thí sinh nào gây ấn tượng trong vòng thi thử thách bất ngờ này cho má ạ? Ấn tượng thì hai người đều ấn tượng hết. Bảo Ngọc thì hay rồi, làm kép thì là ngon rồi. Nhưng mà duyên dáng là Phong nè, đào gì mà vậy nè, môi giãn, giãn lên mà điệu quá à. Mà hết sức là dễ thương, má chọn Phong đi. Wow. Xin chúc mừng thí sinh Nam Thanh Phong. Một và đều. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cả hai bạn đều xuất sắc. Ừ. Nhưng mà có một cái chỗ mà Bảo Ngọc á rất là duyên dáng. Bây giờ thì sao? Tức là cho cô chọn luôn hai bạn đi. Đang một đều đó cô. Thì về chọn. Chọn Bảo Ngọc đi. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Chúc mừng Bảo Ngọc được hai lá phiếu rồi. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bây giờ mình công tâm nha. Em nào cũng hay hết trơn á. Nhưng mà giờ mình biết chọn sao giờ. Thôi thì giờ Phong cũng hay, Ngọc cũng hay. Chị chọn Phong nha. Hai thí sinh đang ngang tài ngang sức hai điều à. Và bây giờ than. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Anh Vinh biết không, ở trong cái nghề của má Giàu, của Tuyết, chị Mỹ với em á, có những cái xuất hát mà nữ phải làm nam và nam phải làm nữ. Ở đây thì chị Mỹ đã từng đóng Lượng Bố, anh Quốc từng đóng Điêu Thuyền, cô Ba từng đóng Hoa Mộc Lan, má Giàu từng đóng Lục Vân Tiên. Mặc dù cái giọng ca của mình không thể nào mà mình ca ồ ồ như nam, nhưng cái này là cái quan trọng nè. Đã là kép thì phải biết dìu đào. Và trong đó anh thấy được Bảo Ngọc có cái sự tinh ý đó. Từ cái bản lĩnh, từ cái thể hiện cái này và cái duyên dáng
khi nắm tay của cô Đào, cái ánh mắt tình tứ của Bảo Ngọc, thì cái đó anh thấy được đâu đó có má giàu, có cô ba, có chị Mỹ. Thì bây giờ anh mong rằng thế hệ sau, tất cả các em phải biết tất cả những loại vai, thậm chí có những lúc mình phải thể hiện cả nhân vật nam hoặc nữ. Anh chọn Bảo Ngọc. Rồi, chúc mừng thí sinh Bảo Ngọc và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Một cái tiết mục các em đã rất là thành công, mặc dù là cũng có lời khen, lời chê, nhưng mà khen nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều. Thank you.